nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, chúng con ước ao ngắm 14 nơi thương khó Đức Chúa Giêsu trong đàn thánh giá này, cho được kính mến trả nghĩa cùng Chúa. Chớ gì chúng con được đến viếng những nơi thương khó ấy, như bổn đạo thành Jerusalem, cho được ăn mày các ơn bởi đàn thánh giá mà ra. Song la chúng con là con chiên lạc xa đàn, thì xin dâng lòng chúng con làm đàn thánh giá mà ngắm, cùng in vào lòng những sự thương khó Đức Chúa Giêsu đã chịu, để mà yên ủi chúng con ở chốn khách đời này, cho ngày sau được trông cậy 14 nơi thương khó ấy, như bậc thang đem chúng con về thiên đàng mà hát mừng tạ ơn Đức Chúa Giêsu đời đời chẳng cùng. Amen. Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô, vì Chúa đã dùng thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ. Nơi thứ nhất, quan Phi-la-tô luận giết Đức Chúa Giêsu. Lạy ơn Đức Chúa Giêsu là vua cả trên trời dưới đất, là đấng thiên hạ ước ao lâu đời, mà Phi-la-tô luận giết Chúa Con cách xấu hổ nhục nhã dường ấy. Xin ban cho con ăn năn đền tội, cho đáng Chúa Con cứu lấy con nơi tòa phán xét sau này. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sang, nước Cha trì đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Kính mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phước lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sơn danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần. Như là có trước vô cùng, và bây giờ, và hằng có, và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô, vì Chúa đã dùng thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ. Nơi thứ hai, Đức Chúa Giêsu vác thân giá. Lạy ơn Đức Chúa Giêsu chịu đánh nát cả và mình ra, cùng vác thân giá nặng vì tội chúng con. Xin ban ơn cho con chịu các sự khôn khó trong bực con, như thân giá Đức Chúa Trời đã định cho con phải chịu mà theo chân Đức Chúa Giêsu cho tròn. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sang, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Kính mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phước lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sang danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần. Như là có trước vô cùng, và bây giờ, và hằng có, và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con.
Chúng con thờ lễ và ngợi khen Chúa Kitô. Vì Chúa đã dùng thân gia Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ. Nơi thứ ba, Đức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ nhất. Lạy ơn Đức Chúa Giêsu chịu nhiều sự khốn khó cùng nhịn đói. Vác thanh gia nàng yêu nhọc hết sức thì ngã xuống đất. Xin ban ơn cho con giữ mình cho đến chết, chớ để con phạm tội lỗi gì mất lòng Chúa con. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sang, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Kính mừng Maria, đại ân phụ Đức Chúa Trời ở cùng bà, và có phúc là ân mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như là có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô. Vì Chúa đã dùng thánh gia Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ. Nơi thứ bốn, Đức Mẹ gặp Đức Chúa Giêsu vác thánh gia. Lạy ơn Đức Mẹ, khi trước thấy con ra đời, thì thiên thần hát mừng, mà rày thấy con nát cả và mình ra trong tay quân dữ đem đi giết, thì lòng Đức Mẹ đau đớn, như phải dao sắc thâu qua lòng vậy. Xin Đức Mẹ cầu bầu cho chúng con được lòng ăn năn đau đớn, và cầu cho kẻ có tội được trở lại cùng Đức Chúa Trời. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sang, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Kính mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô. Vì Chúa đã dùng thánh gia Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ. Nơi thứ năm, ông Simon vác cây thánh giá. Khi quân dữ thấy Đức Chúa Giêsu yếu nhập, hầu chết, thì nó bắt ông Simon vác thánh giá đỡ Đức Chúa Giêsu. Thưa ngươi, nào con chiên Chúa con đâu hết, mà để thánh giá nặng cho kẻ ngoại vác làm vậy. Xin ban ơn giúp sức cho con, cùng kẻ thuộc về con, được chịu mọi sự khó bằng lòng, như vác đỡ thánh giá Đức Chúa Giêsu vậy. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sang, nước Cha trị đến,
Y Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Kính mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phước lạ, mọi người nữ và Giêsu con lòng bà cũng phước lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô. Vì Chúa đã dùng thân gia Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ. Nơi thứ sáu, bà vợ Monica trao khăn cho Đức Chúa Giêsu lọt mặt. Con khen lòng mạnh bảo bà vơ vô ni ca chẳng sợ quân dữ, một bên Đức Chúa Giêsu mà thấy cả và mình mau chạy ra, thì trao khăn cho người lau mặt đi. Xin in hình tượng Đức Chúa Giêsu vào lòng con, như in vào khăn bà vơ vô ni ca cho con được lòng mến Chúa Giêsu cho tròn. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện dân Cha cải sang, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Kính mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phước lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sang danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô. Vì Chúa đã dùng thân gia Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ. Nơi thứ bảy, Đức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ hai. Các sự khôn khó Đức Chúa Giêsu chịu một ngày một hơn, gương đi chẳng được, thì ngã xuống đất lần nữa. Quân dữ đạp giấy dục đi cho trong. Xin Đức Chúa Giêsu ban ơn cho con được giữ lòng vững vàng, đi đàng nhân đức một ngày một hơn. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sang, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Kính mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô. Vì Chúa đã dùng thân gia Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ. Nơi thứ tám,
Đức Chúa Giêsu đứng lại yên ủi con thành Jerusalem. Lạy ơn Đức Chúa Giêsu chịu trăm nghìn sự thương khó cho được đứng lại yên ủi con thành Jerusalem, như Cha yên ủi con trong cơn khóc lóc. Xin Đức Chúa Giêsu yên ủi linh hồn con cùng các con trên nước này, như yên ủi con thành Jerusalem vậy, chớ để chúng con mồ côi làm chi. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sang, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Kính mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như là có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô. Vì Chúa đã dùng thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ. Nơi thứ 9, Đức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ 3. Lạy ơn Đức Chúa Giêsu đã gần đến núi Calvario, chẳng còn ai nhìn, máu đã chảy ra hết, thì ngã xuống đất một lần nữa. Ở con cháu A-dông, hãy xem Chúa mình ngã xuống đất nhiều lần làm vậy vì ai. Xin Đức Chúa Giêsu thương chúng con cho đến sau hết. Chớ bỏ con bọn yếu đuối dại dột làm chi. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sang, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Kính mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phước lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sang danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như là có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô. Vì Chúa đã dùng thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ. Nơi thứ 10, quân dữ lột áo Đức Chúa Giêsu. Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, khi quân dữ toan đông đinh Đức Chúa Giêsu, thì nó lột áo ra hết, để cho sâu hổ cùng đau đớn. Xin ban ơn cho con rủ mình cho khỏi trước ma quỳ cam dỗ. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sang, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phước lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúng con thờ lễ và ngợi khen Chúa Kitô, vì Chúa đã dùng thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ. Nơi thứ 11, quân dự đông đánh Đức Chúa Giêsu. Lạy ơn Đức Chúa Giêsu chịu đông đánh vào thánh giá vì tội con. Xin ban ơn cho con đóng đánh tín xác thịt con vào thánh giá Chúa con, kéo còn phạm tội lỗi nữa. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sang, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô, vì Chúa đã dùng thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ. Nơi thứ 12, Đức Chúa Giêsu sinh thị trên thánh giá. Lạy ơn Đức Chúa Giêsu chịu mọi sự khó cho đến gần hết hơi, thì gục đầu xuống giá Đức Mẹ mà sinh thị. Xin ban ơn cho con giữ đạo cho đến giờ sau hết, được phó linh hồn trong tay Chúa con. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sang, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như là có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô, vì Chúa đã dùng thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ. Nơi thứ 13, tháo đanh Đức Chúa Giêsu xuống mà phó ở tay Đức Mẹ. Ai xem thấy hai ông thánh tháo đanh Đức Chúa Giêsu mà đem xuống cách thảm thiết làm vậy mà cầm nước mắt được sao? Xin ban ơn cho con gỡ mình cho khỏi các tội như tháo đanh Đức Chúa Giêsu vậy.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sang, nước Cha trì đến, y Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con ở chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Kính mừng Maria, đến với Đức Chúa Trời cùng bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô. Vì Chúa đã dùng thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ. Nơi thứ 14, tan xác Đức Chúa Giêsu trong huyệt đa. Ông thân Giuse, ông thân Nê-đê-mô, ông thân Gioan, tắm xác Đức Chúa Giêsu cho sạch các dâu, lấy thuốc thơm mà sức, lấy khăn sạch mà buộc, cùng tang trong hang đá. Mọi sự khôn khó Đức Chúa Giêsu chịu, mà có khi nào khó khăn thiếu thốn cho bằng khi tang xác ru. Xin ban lòng mến cho con như thuốc thơm và lòng sạch, như khăn sạch, cùng lòng vững vàng như hang đá, và các ơn bởi sự thương khó Đức Chúa Giêsu. Xin cho con dọn mình chịu mình mau thánh Đức Chúa Giêsu vào lòng như tang nhiệm ở đời này, cho ngày sau được xem thấy tỏ tường Đức Chúa Giêsu hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha, cùng Đức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sang, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Kính mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phước lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như là có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Chúng con là vật món mà cả lòng lạy Đức Chúa Giêsu cực cao cực trọng. Chúng con nhớ đến những sự thương khó Đức Chúa Giêsu xưa chiều 33 năm vì chúng con, thì trong lòng tham thiết đau đớn. Nào có khi nào trả nghĩa Đức Chúa Giêsu cho nên. Thuở xưa khi Đức Chúa Giêsu chịu nạn, thì trời đất đồng đìa, núi non là đá vỡ ra tan tan. Như thương Chúa sinh nên muôn vật, phương chi chúng con mà chẳng thương Cha cả thì sao? Ây mau thánh Cha đã chạy ra hết vì quân dữ là chúng con, mà con thấy Cha thương giường ấy, chẳng có khi cầm nước mắt chạy ra ăn năn tội lỗi vì đã phạm cùng Đức Chúa Cha. Ây thật bởi tội chúng con, cho nên Đức Chúa Giêsu xuống thế liều mình chịu đóng đanh chịu chết làm vậy. Chúng con hằng kính đến Đức Chúa Giêsu mà tích năm dấu thánh ở trong lòng chúng con.
Chúng con lạy dâu thanh chân tạ Đức Chúa Giêsu. Vì tội chúng con. Chúng con lạy dâu thanh chân hữu Đức Chúa Giêsu. Vì tội chúng con. Chúng con lạy dâu thanh tay tạ Đức Chúa Giêsu. Vì tội chúng con. Chúng con lạy dâu thanh tay hữu Đức Chúa Giêsu. Vì tội chúng con. Chúng con lạy dâu thanh cành nương long Đức Chúa Giêsu. Vì tội chúng con. Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài ra pháp trường, máu gai nào hằn sâu trên trán. Lạy Chúa, thân da nào Ngài vác trên vai, đau thương nào phủ kín tâm tư, đường tình đó Ngài dặn cho con. Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài, thập giá trên đường đời con đi, đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang. Xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh Hiển Vinh Sang Lan. Hằng chữa chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Lạy Đấng Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu. Thương xót chúng con. Lạy Trái Tim Cực Thanh Cực Tình Đức Thánh Đức Bà Maria. Cầu cho chúng con. Lạy ông Thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh. Cầu cho chúng con. Lạy Đức Mẹ La Vang. Cầu cho chúng con. Lạy các thánh tử vì đạo nước Việt Nam. Cầu cho chúng con. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen.